Sư Trí Quang xin chào quý vị. Dạ, chào đại chúng đang học online. Quý vị nếu trường hợp nghe không rõ thì báo cho bạn mình trong lớp nhé. Rồi có cô, có bác nào bạn mình đang nghe, đang học online đó thì giơ tay lên ra hiểu rằng cho sư nói cho lớn tiếng, cho rõ để dễ nghe cái gì. Đôi khi đang học rồi tiếng nó nhỏ quá cũng là phiền, nó không có gì đâu nhưng mà nó cũng góp phần chi phối cái sự tập trung của mình. Sư rất là hiểu rõ việc đó. Dạ, cho nên sư rất là hiểu quý vị ha quý vị. Bữa nay mình học tiếp kinh Đại Duyên đúng không quý vị? Dạ. Đó là kinh số 15 quý vị, Maha Nithana Sutta. Vậy mà trang 237. Cô bên tay trái, sư chào cô. Từng rồi ở lớp bên kia đó, cô còn nhớ câu hỏi không? Sư đi xem lại, đi đọc lại cái nội dung ở trong kinh tạng Pali Khmer á. Họ không, họ nói là ở trong giới bộ của Thế Tôn Vipassi đúng không? Trong giới bộ đó, ở trong câu đó không phải là ngồi nằm một mình, mà họ biết là ngồi nằm ở chỗ yên tĩnh. Họ biết như vậy đó. Cho nên sư mới nghĩ tiếp đó, ngồi nằm ở chỗ yên tĩnh nó chính xác hơn. Tại vì đôi khi đó mình ngồi nằm một mình chưa chắc thì tâm của mình nó yên tĩnh đâu. Đặc biệt tâm phóng dật đó, thật có khi ngồi nằm một mình còn nhiều chuyện hơn là ngồi nhiều người trong lớp nữa, đúng không? Thật sự là vậy. Cho nên trả lời câu hỏi cho cô ấy, nên rất là hoan hỷ câu hỏi của cô. Nhờ phước đức của cô, sư mới chịu khó đi tìm đọc từ nguồn khác. Mà mình học Phật Pháp, mình rất là cần thiết làm rõ chuyện đó. Nè cô, quan hệ nha cô. Nam mô Phật. Quý vị, qua nội dung kinh số 15 của mình, kinh Đại Duyên, thật sự từ kinh số 14, 15, 16, 17 có nội dung tương tự nhau, liên quan đến pháp này ha, là nhân, là duyên, là tập khởi, là nhân duyên của pháp kia, liên quan đến pháp 12 nhân duyên đó quý vị. Tóm lại trong pháp 12 nhân duyên đó là cây này, cái này có, cây kia có. Rồi cái này không có thì cái kia không có. Nếu mà thuận á, tiếng Bali là anulom á, thuận là cái này có, cái kia có. Còn nghịch á, padilom á, padilom đó là nghịch á, là cái này không có, cái kia cũng không có. Kinh số 14 á, mình cũng học liên quan đến 12 nhân duyên. Đó là của Thế Tôn Vipassi đó. Trước khi giác ngộ đó là thấy pháp 12 nhân duyên đó, rồi thấy được
sự sinh ra, tồn tại và dập tắt của ngũ hành, thấy được pháp đó mới giác ngộ. Đức Phật mình, Đức Phật của mình cũng vậy, Đức Thế Tôn đó, Đức Như Lai cũng trước khi giác ngộ đó trở thành một vị A-la-hán cũng thấy được pháp 12 nhân duyên. Bài kinh của mình, bài kinh số 15, kinh Đại Duyên cũng nói liên quan đến pháp 12 nhân duyên, nhưng mình chỉ đề cập đến chính thôi, chính pháp thôi. Dạ, mình trừ bỏ pháp avijja là vô minh, rồi trừ bỏ pháp ayatana. Bây giờ mình đi nội dung của mình. Đoạn số 95. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú tại bộ tộc Kurup. Câu lâu, người dân Kurup, người dân bộ tộc Kurup này thông minh lắm quý vị. Họ sống rất là chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Họ sống họ không có nói chuyện nhiều. Họ đang nấu cơm họ cũng niệm, họ đang giặt đồ họ cũng niệm. Giống như là người Bhutan hiện tại bây giờ, họ sống đất nước họ sống họ nhấn mạnh ở chỗ là DN, họ nhấn mạnh vào hạnh phúc, nhấn mạnh vào hạnh phúc tha đó, nhấn mạnh vào phúc, họ không có nhấn mạnh ở chỗ là DNG, mà họ nhấn mạnh ở chỗ là DNA, họ nhấn mạnh ở hạnh phúc của dân họ. Họ nhấn mạnh ở chỗ hạnh phúc của dân trong nước họ. Domestic national happiness. Họ nhấn mạnh ở chỗ đó. Họ sống ngược lại với các đất nước kém và đang và đã phát triển. Đất nước, rất là nhiều nước trên thế giới này nhấn mạnh ở chỗ là họ nhấn mạnh ở chỗ cái sản phẩm trong nước ha, còn đất nước Bhutan ngược lại. Về cuộc sống của họ, người dân Bhutan đó, hồi trước đó thì cả nước chỉ có hai hay là ba cái điện đỏ à. Sau này người dân gợi ý cho tháo ra luôn. Dạ, rồi họ nếu mà họ ngồi trong xe họ không có nói chuyện lớn tiếng nha. Họ vừa ngồi, nếu mà họ đi công việc, họ đi bằng xe vậy đó, họ vừa ngồi mà họ vừa niệm. Niệm giống như là gì? Như là cái chuỗi ta. Họ vừa ngồi họ vừa niệm. Cho nên thấy được Thế Tự là bộ tộc Kurup thì nhớ được cách sống, lối sống của dân Bhutan. Tiếp theo vậy. Ở thị trấn Kurup tên là Kamma Sathamma, Tôn giả Anantha đến tại chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Anantha bạch Thế Tôn. Hy hữu thai bạch Thế Tôn, kỳ diệu thai bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, giáo pháp, duyên khởi, liên quan đến đề tài của mình nè. Giáo pháp duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy, và giáo pháp này đối với con hết sức minh bạch rõ ràng. Đó là cái cảm giác của Anantha như vậy.
những cảm giác về hiểu ngược với lời giải thích của Đức Phật. Nghĩa là cái này là Ngài Ananta chỉ có cảm giác thôi, chứ chưa có thật sự cảm nhận được đâu, và chưa có thấy đâu. Dạ. Pháp này á, thật sự giải vì 12 nhân duyên hay giải vì pháp. Pháp này đối với sư là sư cố gắng tránh. Sư cố gắng tránh. Tại vì hồi còn học á, ở Thái Lan, có bạn trong lớp là cũng thích pháp này lắm, nói là sau này về nước á, sau này qua Mỹ á, sẽ dạy chuyên môn về pháp này. Thế mà giáo sư ở trong lớp nói là không nên, tại pháp này rất là vi diệu. Sao vi diệu mà không nên? Tại vì rất là khó hiểu. Rất là tiếng Bali gọi là nó thuộc dạng nhây á, thâm á, nó rất nhỏ, rất là vi diệu, rất là siêu ở trong đó. Chỉ có mình tinh tấn trong việc tu thiền thôi, mình mới cảm nhận được. Đó. Cho nên nói vậy là đúng. Tại vì bài kinh số 14 của mình, theo truyền thống của các vị giác ngộ đó, truyền thống của các vị Đức Thế Tôn á, Thế Tôn đó, thường bắt đầu giảng dạy từ cách bố thí trước, tiếp theo đó là cách trì giới, rồi dạy cách hành thiền để làm mềm tâm của mình, để làm mềm tâm của mình. Thế người nào mà có duyên đó mới bắt đầu dạy các pháp như là 12 nhân duyên, tứ diệu đế, rồi cách thực hành tứ niệm xứ. Đó là truyền thống của các ngài, các Đức Phật đó, nghe thấy không? Cho nên liên quan đến bố thí, dự giới, rồi rèn luyện tâm cho yên tịnh đó, quý vị, cái đó nó giống như là mình hâm nóng bản thân mình, hâm nóng cái tâm của mình để bước vào các pháp mà vi diệu hơn và vi diệu nhất. Cái gì? Cho nên hoan hỷ quý vị, mình học hiểu được bao nhiêu thì lấy bao nhiêu nha. À, tiếp. Thật sự tâm thí và giáo pháp này đối với con hết sức minh bạch rõ ràng. Đức Phật đáp lại như vậy: Này Ananta, chớ nói như vậy, chớ có nói vậy. Này Ananta, chớ có nói vậy. Này Ananta, giáo pháp duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy. Lặp lại như vậy. Này Ananta, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kiến, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ mun chát và lau sậy papachát, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú đỏ xứ, sanh tử luân hồi. Nói cách pháp, nói cách khác, cái pháp này là dành cho các vị giác ngộ, dành cho vị mà có trí tuệ. Đối với mình phải chịu khó học, chịu khó suy nghĩ. Thậm chí pháp 12 nhân duyên này các sư tụng bằng tiếng Bali bài, đặc biệt là đi đám ma, rồi đám cầu siêu là tụng bài này không ạ? Avijja paccaya sankhara sankhara paccaya viññanang, tụng vậy đó, tụng rồi suy nghĩ từ pháp này mới có pháp kia,
từ pháp kia, không có pháp kia mới không có pháp này. Hai mươi mấy năm, ba mấy năm mà vẫn không có gì thay đổi. Vì vậy cho nên cố gắng lên quý vị. Đoạn 96 quý vị. Này Ananta, nếu có ai hỏi già và chết có do duyên nào không, hãy đáp có. Già và chết cũng có nguyên nhân của nó hay gì. Nếu có hỏi già và chết do duyên gì, hãy đáp già và chết do duyên sanh. Cái này quý vị quá rõ ha. Nếu mình không học Phật là nói như vậy là người ta hiểu lầm là mình dặn cái xui vào gia đình người ta, nhưng mà thật sự không phải. Cái nào có là nó thuộc quyền pháp, cái nào không có nó cũng thuộc quyền pháp đó. Mình biết trước như vậy nè, mình biết trước như vậy mình mới có đủ thời gian để sửa soạn chuẩn bị bản thân mình. Đúng không quý vị? Mình phải biết trước. Đầu tiên là mình biết rồi đó, già và chết do duyên sanh ha quý vị. Nếu mà không có đầu thai làm sao có già có chết được. Cái này là câu mệnh ngược ha quý vị. Và tiếp theo không đọc ha quý vị. Tiếp theo là sanh do duyên hữu ha quý vị. Tiếp theo đó, sanh do duyên hữu. Rồi tiếp theo quý vị dò từng đoạn ha. Hữu thì do duyên thủ, thủ do duyên ái, ái do duyên thọ, thọ do duyên xúc. Vậy về nhà quý vị xem lại, rồi nếu đủ duyên thì học cho thuộc ha. Học thuộc Bali cũng được. Và tiếp theo là qua trang 238 tới xúc như vậy. Xúc do duyên danh sắc, danh sắc do duyên thức, thức do duyên danh sắc. Đức Phật tóm tắt là gì? Đoạn số 97 này Ananta, như vậy do duyên danh sắc thức phát khởi. Cái này là đi thuận từ đầu hay quý vị. Hồi nãy là từ đoạn cuối mình cứ trao cái nào làm cho cái phần già và chết xảy ra, đúng không? Bây giờ Đức Phật tóm lại nha. Này Ananta, như vậy do duyên danh sắc thức phát khởi. Danh sắc đó là thân và tâm đó quý vị. Thức phát khởi do duyên thức, danh sắc phát khởi. Cái này như vậy. Có thức mới có thân, rồi cũng có ngược lại, cũng có thân mới có sức, mới có thức quý vị. Tiếp theo, do duyên danh sắc xúc phát khởi, do duyên xúc thọ phát khởi, do duyên thọ ái phát khởi, do duyên ái thủ phát khởi, do duyên thủ hữu phát khởi, do duyên hữu sanh phát khởi, do duyên sanh lão tử sầu bi khổ u não phát khởi. Như vậy là toàn bộ khổ ẩn tập khởi nhân gì. Cái này là thưởng nhân gì. Tóm tắt cho phần này đó là
cái này có, cái kia sẽ có. Dạ. Cứ vậy đó, kiếp rồi kiếp nữa rồi trở thành nhiều kiếp ở trong luân hồi, sanh, già, bệnh, tự nghe, rồi tự rồi có thể nữa, có thể sanh trở lại như vậy đó. Đoạn tiếp theo, trước đã nói do duyên sanh, lão tử phát khởi, này Ananta, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên sanh, lão tử phát khởi? Này Ananta, nếu không có sanh bởi bất cứ loại nào, giới nào, hay bất cứ của ai chỗ nào, như chư thiên hay thiên giới, càng tháp bà hay càng tháp bà giới, dạ so là giác khá đó, dạ so hay dạ so giới, quỷ ma hay quỷ ma giới, loại người hay nhân giới, loại bốn chân hay tứ túc giới, loại chim hay điều giới, loại trùng xà hay trùng xạ giới, này Ananta, nếu không có sự sanh của tất cả những chúng sanh này, nếu tất cả không có sanh do sanh diệt, thời lão tử có thể hiện hữu không? Tất nhiên là không hay gì. Tất cả chúng sanh ấy, tất cả những hoặc người, người phạm thiên ấy, có chết là vì có sanh này cái gì, ý nghĩa như vậy đó. Rồi Ananta, bạch là Thế Tôn, không, Đức Phật nói này Ananta, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của lão tử, tức là sanh. Như vậy sư mới tóm tắt như thế này, tóm tắt một câu là sanh là nhân, là duyên, là tập khởi, là nhân duyên của gì? Không, cái này là nó nói là già chết ha, già chết đó, là nhân, là duyên, là tập khởi, là nhân duyên của sanh, tóm tắt như vậy. Nè cái gì, Đức Phật nói nè, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của lão tử, tức là sanh. Mình tóm lại đó, lão tử nghe, lão tử là nhân, là duyên, là tập khởi, là nhân duyên của sanh. Kịp chưa? Dạ. Tháp khác cũng vậy, cái này là theo chiều thuận nghe, cái gì chiều khởi đó. Dạ. Đoạn số 99, trước đã nói, này là đi chi tiết đó, Đức Phật giảng về chi tiết đó. Đây là trước đã nói do duyên hữu sanh phát khởi như vậy. Này Ananta, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên hữu sanh phát khởi? Rồi Đức Phật mới nói là này, nếu không có hữu cho tất cả do hữu diệt, thời sanh có thể hiện hữu không? Ananta trả lời là bạch Thế Tôn, không. Đức Phật mới tóm tắt là
Này Anantha, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của sanh, tức là hữu. Thế quý vị, tiếp theo mình không đọc nguyên đoạn nữa, mình sẽ đi tìm nè, ví dụ tiếp theo đó là tiếp theo đó, nhân duyên của hữu tức là thủ. Thế quý vị, mình đi vậy thôi. Tiếp theo qua trang 239 gì, nhân duyên của thủ tức là ái. Theo gì, hay là bởi vì có thủ mới có ái, bởi vì có thủ mới có ái, như vậy đó. Rồi tiếp theo, nhân duyên của ái tức là thọ. Rồi tiếp theo, tiếp theo này Anantha, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của một số này mình, của một số ác bất thiện pháp như chấp trượng, chấp kiến, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ, tức là thụ hộ. Rồi Đức Phật, trang 240 như vậy, nhân duyên của thụ hộ tức là hà tiện. Tại vì trong đoạn tâm hạ này, trong đoạn này nó có nhiều pháp nhỏ xen ở trong đây nữa, theo gì, cho nên nè, trang 240 không gì, nhân duyên của thủ hộ tức là hà tiện, nghe không gì. Tiếp theo đó, nhân duyên của hà tiện tức là chấp thủ. Tiếp theo đó là nhân duyên của chấp thủ tức là đam trước. Tiếp theo, nhân duyên của đam trước tức là tham dục. Nhân duyên của tham dục tức là quyết định, vinichaya, quyết định. Quý vị cứ tra như vậy đó, quý vị mới thấy được cái pháp sanh khởi ở trong tâm của mình. Rồi tiếp theo trang 241, nhân duyên của nhân duyên của quyết định tức là lợi, là lợi. Nhân duyên của lợi tức là tìm cầu, tìm kiếm đó quý vị. Mình muốn được cái gì mình phải đi tìm, đúng không? Đó, là vậy đó. Rồi tiếp theo, nhân duyên của tìm cầu tức là ái nè. Giờ tới nè, tới pháp 12 nhân duyên rồi quý vị. Nhân duyên của tìm cầu tức là ái. Tiếp theo, nhân duyên của thọ hay cái gì? Nhân duyên của thọ tức là xúc. Trước đã nói do duyên danh sắc xúc sanh nên, này Anantha, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên danh sắc xúc sanh này Anantha? Nếu những hình, những sắc, những tướng, những mạo, nhờ đó mà danh thân và sắc thân thi thiết, nếu những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy không có
Thời thực ngữ xuất trong sắc thân có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn không. Này Anan Thá, những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy, nhờ đó mà sắc thân được thi thuyết. Nếu những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy không có, thời hữu đối xuất trong danh thân có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn là không. Tiếp theo quý vị, Đức Phật nói là nhân duyên của xuất tức là danh sắc, trang 242 đó gì. Tại có pháp thì được xen vào cái pháp nhỏ nhỏ trong đó nữa đó quý vị, nghĩa là có thành phần của cái pháp ở trong đó nữa. Nhưng mà nội dung của mình á, Đức Phật chỉ thuyết chính pháp nhân duyên thôi. Dạ. Sắc là thân á gì? Nhân duyên của xúc tức là danh sắc. Nếu mà danh sắc á cô danh sắc thì nó gồm cả thân và thức luôn. Đúng. Sắc đó là rupa và em còn danh đó là nama, nghĩa là thức đó. Dạ. Tại vì con người mình tồn tại nó phải có hai thứ em, có danh và sắc này. Danh Bali là nama, sắc là rupa. Xem gì. Tiếp theo, nhân duyên của ở trước đoạn 116 gì ở trên đó, nhân duyên của danh sắc tức là thức, nhân duyên của thức tức là danh sắc. Thì Đức Phật giải thích thêm, này Ananta, trong giới hạn con người được sanh, con người bị già, con người bị chết, con người bị diệt, hay con người được tái sanh, trong giới hạn cách dùng từ ngữ, trong giới hạn cách diễn đạt ngôn ngữ, trong giới hạn cách chế định danh, trong giới hạn tuệ giới đó là liên quan đến lĩnh vực hiểu biết hay gì, trong giới hạn hữu chuyển luân hồi, trạng thái hiện hữu này được biết tới, nghĩa là danh sắc và thức họ tương duyên hiện hữu. Cái câu danh sắc và thức họ tương duyên hiện hữu như thế này gì? Nếu mà mình nói theo thuận á thì danh sắc tạo ra gì? Tạo ra thân đúng không? Rồi. À, hiểu. Nếu mà mình nghĩ theo thuận á thì thức tạo ra danh sắc, em rồi ngược lại cũng nhờ có danh sắc thức mới tồn tại, thức mới có chỗ trú, hiểu không? À. Cho nên câu này suy nghĩ một hồi mới ra. Như cách khác là nhưng mà chạy bỏ lớp thì nó chạy bỏ. Không, tại vì nói tiếp như vậy đôi khi đầu óc của mình nắm bắt không kịp. Thật sự kiến thức này chắc phụ thuộc cho thiền sư dạy.
hay là các nghĩ các vị mà gọi mình đi diệu pháp á, hay là mình phải đọc, mình phải suy nghĩ, mình phải tu thiền liên tục, nghĩa là không được gián đoạn trong việc tu thiền á, dạ, cái đó mới hay. Thì sư đọc sư hiểu rồi, trong khi sư đọc sư hiểu, nhưng mà tới đoạn này thế nào tự nhiên cái hiểu đó nó không không đến với sư hết, không sao đâu, như vậy được như vậy là quá quá tuyệt vời rồi. Nhắc lại câu là nếu mà nghĩ theo thuận á, từ thức mới có danh sắc, nghe gì, mà trong khi đó có trường hợp đặc biệt, nhờ có danh sắc này thức mới có chỗ trú đó. Ê, cái câu này giải thích như thế này, khi giải thích được là quý vị biết là đã rõ cách mấy rồi đó. Nhờ có danh sắc, nhờ có cái sự sống này em thức, nhờ có cái thân này mới thức nó có chỗ trú. Ví dụ như là baby ở trong bụng mẹ, nó phải đến một thời gian nhất định thức mới có đó. Trong kinh tạng nó Đức Phật giải thích như vậy. Thế nếu mà không có thân này thức cũng không có chỗ dựng đó, Đức Phật giải thích vậy. Hay là gì cho này? Hồi nãy mình tới đoạn mấy rồi? Đoạn 116 rồi không? 116 rồi. Đoạn cuối đó cái gì? Đoạn trước hả? Cái đoạn ở trên 117. Dạ. Ồ, đúng rồi, nghĩa là danh sắc hòa thức hộ tương duyên hiện hữu. Đoạn nó chỉ hơi phức tạp ở đoạn này thôi quý vị. Nếu mà quý vị hiểu được đoạn này là không có gì trở ngại đối với sự hiểu đúng của quý vị hết. Dạ. Tiếp theo liên quan đến pháp tà kiến nha. Đoạn 100. Bây giờ quý vị, ở trong pháp, ở trong chính pháp, ở trong 12 pháp nhân duyên này, quý vị tạm hiểu được chưa? Vậy mình đi tiếp ra quý vị. Đi tiếp đoạn 117. Này Ananta, có bao nhiêu lời tuyên bố vì ngã? Ngã đó là cái tôi đó, Atta đó quý vị. Này Ananta, hoặc ngã được tuyên bố là có sắc và có hạn lượng trong câu ngã của tôi có sắc và có hạn lượng. Này Ananta, hoặc ngã được tuyên bố là có sắc và vô lượng trong câu ngã của tôi có sắc và vô lượng, rồi có câu tiếp theo ngã của tôi không có sắc và có hạn lượng, mới có câu ở trong đoạn này đó là ngã của tôi không có sắc và vô ngã vô lượng cái gì. Đoạn 118, này Ananta, sự việc là như vậy, thời lời tuyên bố vì tà kiến ngã có sắc và có hạn lượng như vậy là quá đủ rồi. Nếu mà mình suy nghĩ liên quan đến ngã của tôi có sắc và có hạn lượng, rồi ngã của tôi có sắc và có vô lượng á, vì và vô lượng, nếu mình suy nghĩ liên quan đến điều này, Đức Phật xem như là mình nằm trong pháp tà kiến. Tại vì Phật
pháp cao thượng nhất của Đức Phật đó là vô ngã. Còn vô ngã là anatta. Còn nếu mà trường hợp mình cứ suy nghĩ vòng vòng cái tôi đó, nghĩa là suy nghĩ vòng vòng cái atta đó, thì nó rơi vào tà kiến. Thật sự đó, cái mà mình nghĩ là cái tôi, cái của tôi đó, xét cho kỹ nó không có. Tới mức pháp chân đế đó, nó chỉ còn có anatta, chính là chỉ còn có cái nào mà mình đến đó, rốt cuộc cuối cùng á, hồi mình đầu thai đó mình chỉ có gì, có đất nước gió lửa, rồi chỉ có ngũ ẩn, đúng không? Rồi tới khi mình đi đó, thì cái đó nó cái mà mình có ở trong đời hiện tại đó, thì tự động nó biến mất hết rồi. Nghĩa là cái mình đang có đó, liên quan đến tôi và của tôi đó, nó chỉ tạm thời, nó chỉ là tạm thời, hay là mình hiểu là pháp tạm thời thôi. Pháp tạm thời là pháp gì? Vô thường. Vô thường, chính xác, pháp vô thường. Rồi vô thường thì nó dẫn đến gì? Khổ. Rồi cái khổ là mình nên làm, mình nên xử lý với cái khổ này như thế nào? Nguyên nhân của khổ. Tìm cho nguyên nhân của khổ. Mình phải xử lý cái khổ này ở chỗ là không gì, không chấp thủ. Không chấp thủ. Không dính mắc với nó. Mình phải sống một cuộc sống là sẵn sàng cách ly với nó. Sẵn sàng cách ly với nó. Hay nói cách khác đó, nó có cũng tốt, không có cũng được. Được không? Nghĩa là những thứ mà mình đang có này nè, có cũng tốt, nó tạo điều kiện cho mình sống, tạo điều kiện cho mình tu. Ví dụ như là nếu mà không có thân tâm này, lấy gì đi tu? Đó. Nhưng mà nếu mà còn chấp thủ ở thân tâm này, có chịu tu không? Đó, rõ chưa? Dạ, dạ, trời đó. Hay không? Đó, cái này là liên quan đến trí tuệ. Bây giờ có trí tuệ. Dạ. Pháp tà kiến là cái vậy thôi. Dạ. Rồi mình đi tiếp đoạn 122 nữa là gì? Cũng nằm trong tà kiến thôi, nhưng mà liên quan đến thọ. Này Anantha, ai nói ngã của tôi là thọ? Mở đầu là quý vị biết là hiểu sai rồi đó. Ai nói đó không phải là Đức Phật hay gì? Người ấy cần được trả lời. Này hiền giả, có ba loại cảm thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Ba này bất khổ, bất lạc thọ nghĩa là không có cả hai bên trước, hay không có lạc thọ và cũng không có khổ thọ hay gì. Trong ba loại thọ này, loại nào ông xem là ngã? Này Anantha, khi cảm giác một lạc thọ, chúng ta không cảm giác một khổ thọ, không cảm giác một bất khổ bất lạc thọ, khi ấy chỉ cảm giác một lạc thọ thôi. Này Anantha, khi cảm giác một khổ thọ, chúng ta không cảm giác một lạc thọ, không cảm giác một bất khổ bất lạc thọ, khi ấy chỉ cảm giác một khổ thọ thôi. Này Anantha, khi cảm giác một bất khổ bất lạc thọ, chúng ta không cảm giác một lạc thọ, không cảm giác một khổ thọ, khi ấy chỉ cảm giác một
bất khổ bất lạc thọ thôi. Quý vị hiểu 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 đơn giản như thế này, trong cùng một lúc không thể nào, đúng rồi, trong cùng một lúc chỉ có một loại thọ trong ba loại thọ này tồn tại thôi, nghe quý vị như vậy đó. Ví dụ như là mình đang cảm giác vui, tất nhiên là cảm giác khổ, và không vui không khổ đó không có tồn tại, theo hiểu như vậy đó. Đoạn 123 đoạn tiếp đó quý vị. Lại nữa này, Ananta, lạc thọ là vô thường, thêm hữu vi khó nhìn thấy quý vị, là pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. Này Ananta, khổ thọ là vô thường, thêm hữu vi là pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. Này Ananta, cũng vậy như vậy. Cho nên qua trang 245 này, Đức Phật mới tóm tắt câu như vậy. Vậy những ai nói rằng ngã của tôi là thọ, ngã là gì? Là ta, là cũng là tôi, đúng không? Rồi cộng thêm của tôi nữa, đủ cho mình đủ cho mình lạc hướng chưa, đủ cho mình quýnh chưa, đủ rồi đúng không? Chỉ là ngã thôi, là mình đương chỉ còn chưa biết là ngã là như thế nào nữa, đúng không? Còn thêm, đúng rồi, nó liên quan đến bản thân mình. Nếu mình không chịu tu đó, mình cứ nghĩ là bản thân mình là thật không à, là thật không à, rồi đi đứng nằm ngồi một hồi là nhìn xung quanh còn có của tôi nữa, là của tôi là thật luôn, đúng không? Đó. Đức Phật mới nói là vậy những ai nói rằng ngã của tôi là thọ, người ấy sẽ xem ngã của mình như một cái gì trong hiện tại, cái gì ấy là vô thường, lạc khổ xen lẫn, là pháp sanh diệt. Do vậy này Ananta, không thể chấp nhận quan niệm ngã của tôi là thọ, đúng không? Dạ. Cái gì? Cái thọ này tiếng Bali là vedana. Vedana. Vedana này thức ăn của nó là gì? Là cái cảm xúc. Cảm xúc. Nó ăn hay là nó ăn hay là nó sống nhờ cái feeling của mình này, cái alamana này. Cái sự suy nghĩ ở trong mình đó, liên quan đến pháp thiện và bất thiện ở trong tâm này nè, rồi nó sinh ra cái vedana này, sinh ra cái thọ này. Mình ở một mình khi mình chưa suy nghĩ gì đó, chưa được xem là mình đang vui hay đang buồn đâu, đang đau đâu. Ngồi một mình suy nghĩ một hồi đó, bắt đầu nó phát sinh ra cái thọ này. Thọ này một là vui, đúng không? Hai là buồn. Còn điều thứ ba, mình đối với phạm phu mình rất xảy ra. Ví dụ mà không vui, không buồn, giữ cái cảm giác cho nó trung bình á, không quá vui, không quá buồn đó. Từ khi mình sống có chánh niệm, mình cứ niệm hoài, mình cứ quan sát hoài, mình cứ nhận biết liên tục đó, mới mình giữ được cái không vui và không buồn này. Cho nên người ta nói ở một mình cho mình cẩn thận cái suy nghĩ của mình. Khi mình ở một mình đó,
mình phải cẩn thận, mình phải có chánh niệm ở chỗ suy nghĩ của bản thân mình. Còn ở nhiều người mình phải cẩn thận. Cẩn thận gì biết không? Ở nhiều người á, ở trong đám đông á, mình cẩn thận lời nói của mình. Cái này là cẩn thận nhất đó. Cô Ben Ca hả? Cô Ben Ca đúng không? Cô Ben Ca đó là chuyên môn về Metta Bhavana. Nếu mà chuyên môn đó, nó là Metta Bhavana. Metta Bhavana là thiền từ bi đó. Thiền từ bi. Ở trong cái nhà chuyên môn đó ha, Buddhist scholars người ta nói như vậy thôi. Người ta nói là ngài Cô Ân Ca đó rất là chuyên nghệ thiền Metta Bhavana, tu thiền từ bi đó. Tu thiền từ bi đó cô. Đó là tu thiền trí tuệ đó, đó là trí tuệ. Còn tất cả ở trong cách tu tứ niệm xứ đó cô, chuyên về Vedana này nhiều nhất. Tại vì khi cô ngồi thiền á, cái Vedana này nó liên quan đến đau chân, mỏi chân, tê chân á, rồi gì nữa, rồi ngứa ở trong mình á, đó đều là Vedana hết, đều là thọ hết, hiểu không? Cho nên tất cả các thiền tu về tứ niệm xứ đó, dù sao đi nữa họ cũng đề cập, họ cũng chuyên môn, họ cũng rất là trải nghiệm về thiền thiền Vedana. Vedana thì trong tứ niệm xứ có gì? Có thân, có thọ, tâm và pháp đó. Cái Vedana này nó sẽ cô ngồi từ 30 phút trở lên là Vedana này, thọ này nó sẽ hiện rõ rõ nhất ở chỗ nào? Chỗ đau đúng không? Đó vậy mới khi đau nhiều hơn là niệm breathing in breathing out, nhiều hơn là thở vào thở ra, thì tất nhiên tâm của mình nó đi đỉnh hay là đi trú ở chỗ nào? Ở chỗ thọ đúng không? Đó vậy đó, chết thật sự đó cô. Khi mình nhận biết cái thọ đó, những thứ khác mình cũng nhận biết luôn cô, cũng biết luôn chứ không phải không biết đâu. Ví dụ như là sư đang ngồi thiền ha, ở xung quanh á có tiếng hay là có tiếng động hay là có người đi, có người nói gì, sư nghe được hết, sư biết hết. Nhưng mà khi mình tâm mình định rồi đó, mình có chánh niệm rồi đó, những thứ đó nó không đủ ảnh hưởng đến tâm của mình, nó không đủ sức để chi phối cái tâm định của mình. Hay là mình đã bước vào thiền minh sát rồi đó, mình chỉ nhận biết rồi mình buông thôi, nhận biết xả thôi. Cho nên tùy dù mình đang hành thiền đi nữa, rồi ở xung quanh mình đang tu bổ sửa cốc chùa đi nữa, không phải là chướng ngại. Cho nên mới nói là thiền minh sát đó, dưới hình thức của tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp đó, mình có thể tu được bất cứ lúc nào, khi nào, nơi nào luôn. Còn thiền định thì mình phải tìm chỗ mà yên tĩnh, giống như là câu hỏi của cô hỏi sư vậy đó. Đó là dành cho những vị mà mới tu thiền, đặc biệt là thiền định, mới cần ngồi nằm nơi yên tĩnh. Ở trong kinh của mình đó, Đức Phật nói là nè tỳ khưu,
nếu rảnh lại hướng về đâu, về rừng em tìm cây cối lớn rồi ngồi gốc cây để thiền, đó là thiền định đó. Tu thiền định nó mới cần tìm rừng ha, rồi cây cối rồi gốc cây để hành thiền. Còn thiền minh sát không, cô đang ngồi đang học, cô vẫn thực hành thiền thì vipassana được đó, nó dễ như vậy đó. Bài kinh của mình tóm tắt bài kinh của mình, ngày mai mình học kinh số 16 ha. Còn lại quý vị đọc tiếp ha quý vị. Đặc biệt bài kinh này quý vị hiểu được chính pháp nằm trong 12 giới khởi đó quý vị, quá có phước rồi đó. Cho nên tóm tắt bài kinh như thế này. Bài kinh số 15 ha quý vị, đó là kinh Đại Duyên. Bali là Maha Nithana. Đức Phật dạy rõ sự hộ tương của chính nhân duyên căn bản gồm thức nè, danh sách, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử theo hai chiều thuận quả nghịch. Rồi chính mắt xích sự sống này khiến người thiếu trí làm việc bất thiện, chịu khổ đau trong vòng luân hồi. Bài kinh còn nêu các quan niệm ngã chấp sai lầm, bảy trú xứ của thức và việc tu tập giải thoát qua tám cách khác nhau. Tóm lại cô, cái gì nó cũng có nhân duyên của nó hết á, giống như là mình đã học hồi nãy. Thứ hai nữa, nếu mà mình rơi vào tà kiến, chính bản thân mình tự làm khổ mình thôi hết. Rồi mọi người xung quanh sẵn sàng giúp, còn giúp được hay không là tùy duyên nữa. Ni xả giá là mình có duyên với nhau, mình mới giúp được nhau. Mô Phật chào quý vị.